Rồi, chào mừng toàn thể anh em đã quay trở lại với video của em nhé. Thế thì hôm nay em lại tiếp tục giới thiệu đến toàn thể quý anh chị một lô máy cắt cỏ gồm 10 cây. Thì hôm nay em có lên có hàng Honda nhé, hàng Mitsubishi TL231 này, rồi hàng Maruyama nhé, hàng Robin. Thì cụ thể như thế nào thì các bác nhớ bỏ ra vài phút để theo dõi hết video để lựa chọn cho mình những sản phẩm phù hợp với lại cái công việc của mình nhé. Đấy. Rồi, và trước khi vào video thì em sẽ đi vào trong này để em giới thiệu đến các bác. Bên em còn rất là nhiều máy này. Đấy. Hiện tại thì ở trong kho thì cũng còn rất là nhiều, nhưng mà trên đường thì cũng đang có một công đang về rồi. Đấy, thì lúc nào về em sẽ báo cụ thể các bác sau nhé. Đấy. Đây, cái hàng này là hàng em chưa dọn này. Đấy, các bác có nhu cầu mua về tự dọn thì các bác cứ chủ động liên hệ qua số điện thoại là 0979 561 493. Em có để cho góc trên của màn hình của các bác đây nhé. Đấy, bác nào mà nghe không rõ có thể lấy thông tin ở trên màn hình giúp em. Số điện thoại đã có Zalo rồi, các bác chỉ cần chỉ cần kết bạn Zalo là các bác có thể ấy thôi, có gọi luôn trực tiếp được, không cần phải không cần phải em đồng ý đâu. Đấy, bởi vì cái này là em để tự do thôi. Đấy. Ngoài máy ra thì bên em còn rất là nhiều phụ tùng phụ kiện nhá. Ví dụ như bình xăng này, rồi chế bãi các thứ em vẫn còn nhá. Đấy. Rồi hơi, điện. Đấy, thì các bác có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào thì các bác cứ chủ động liên hệ với, qua số điện thoại ở trên màn hình giúp em nhá. Đấy, và đây không nói dài dòng nữa thì em xin phép được trở lại lô hôm nay. Đấy, thì lô hôm nay là lô của em là lô Y nhá. Đấy, đây giá và mã sản phẩm và giá đây em đã niêm yết hết ở trên sản phẩm rồi. Đấy, thì khi xem video thì các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh. Bác nào thấy hay thì cho em xin một nút like này. Đấy. Và đặc biệt là khi các bác mua hàng bên em thì sẽ không, em không có yêu cầu khách hàng phải cọc cạch đồng nào cả. Hàng đến nơi thì các bác được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhé. Đấy, và phụ kiện kèm theo thì gồm có những phụ kiện như sau nhé. Đấy, đây, đầu tiên là cái dây đeo này. Đấy, hai là cái chắn cỏ nhá. Ba là cái chồng mở buji này. Và bốn là cái lục giác. Năm là cái lưỡi dao dài này. Đấy, hoặc là cái ổ phát cước. Bác nào mà lấy dao thì thôi bắt cước nhá. Mà bác nào mà lấy bắt cước thì thôi dao. Đấy, thì hôm nay thì em vẫn tiếp tục tặng cho các bác một lon dầu này nhá. Đấy, một lon dầu 2T. Đấy. Của hãng Mitsuyama nhá. Cái này thì có bình đông đối xứng đây rồi. Đấy, các bác chỉ cần là sử dụng theo cái hướng dẫn ở đây là được. Đấy. Ở đây nó có vạch đã có cái vạch chia để các bác chia dầu ở đây nhá, rất là tiện lợi luôn. Đấy. Thì không nói dài dòng nữa, em giới thiệu lô của em nay luôn. Thì đây lô của em nay là lô Y này, Y1, Y2, Y3, Y4 thì các bác xem video mà các bác ưng sản phẩm nào thì các bác cũng chủ động liên hệ qua số điện thoại. Đây, cây Y1 này là một con hàng Maruyama này. Đấy. Công suất của nó là 22cc, nòng 32 ly. Đấy, con này vỏ rất là đẹp nhá, vỏ đẹp, máy sáng này, bình xăng zin này, chế zin nhá, tum liền, cần lắp zin và đầu bò zin nhá, chống cuốn cỏ, bảo vệ ốc rồi. Đấy, đây em test nổ cho các bác xem nhá. Cái Y1 này có giá là 1.400.000 nhá. Em bao ship toàn quốc và tặng theo là đi kèm là 5 món đồ này, tặng thêm một chai nhớt nữa nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo đến cây Y2. Cây Y2 này là một con hàng Robin nhá. Đấy, em nổ cho các bác xem trước. Đấy.
Cây Y2 này là một con hàng Robin. Đấy, con này công suất của nó là 26cc nhá, 262 nhá các bác nhá. Đấy, con này thì vỏ nó hơi xấu một chút nhưng mà máy thì rất là chất lượng luôn. Đấy. Máy zin nhá. Đấy, bình xăng zin này. Chế này em đã lên chế 260 nhá. Chế này là chế zin 3, chế tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhiên liệu này, dễ căn chỉnh nhá. Đấy. Con này là tum liền, tum nhôm nhá, cần lắp zin và đầu bò mới nhá. Đấy, thì cây Y2 này có giá là 1,5 triệu nhá. Đấy, em bao ship toàn quốc rồi. Đấy, các bác được phép kiểm tra hàng trước khi thanh toán nhá. Đấy, rồi, tiếp theo đến cây Y3. Rồi, thì cây Y3 này là một con hàng HME nhé. Con này công suất của nó 23cc, nòng của nó là nòng 32 ly. Đấy, con này vỏ đẹp như mới nhá. Máy sáng vô sáng luôn, bình xăng zin, cốt trợ lực này, chế zin nhá, chế quan pro, tum liền này, cần lắp zin và đầu bò zin nhá. Đấy, thì con này thì có hai chế độ ga nhá. Một là chế độ ga ở đây. Đấy. Và hai nữa là em đây, cái này nó đang bị bung ra. Đấy. Nó một chế độ ga nữa là ở trên tay cầm tay lái này nhá. Đấy, nhưng mà hiện tại nó đang ở đây thì các bác về các bác không thích ga ở đây thì các bác dùng ở kia, mà không thích dùng ở kia thì các bác dùng ở đây. Đấy, đấy là tùy. Đấy, các bác chỉ cần cầm cái dây ga này các bác đổi phát là ok thôi. Đấy, thì cây Y3 này có giá là 1,6 triệu nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo đến cây Y4. Cây Y4 này là một con hàng Maruyama. Con này công suất của nó là 23cc, nòng 32 ly nhé các bác nhé. Đấy, con này thì vỏ cũng rất là đẹp, nó hơi bụi một chút thôi. Đấy, vừa rồi có cái xe nó đi qua nó bụi quá. Đấy. Đấy, vỏ đẹp, máy đẹp, bô sáng nhá. Bình xăng zin này, cốt trợ lực này. Đấy, chế zin, tum liền này, cần lắp zin nhá. Và đầu bò zin luôn. Thì cây Y4 này có giá là 1,8 triệu nhá. Đấy. Rồi, tiếp theo đến cây Y5. Rồi, thì cây Y5 này là một con hàng Azimac. Con này công suất của nó là 25cc, nòng của nó là nòng 34 ly nhá. Đấy, vỏ đẹp, máy đẹp này, bô sáng nhá, bình xăng zin này, cốt trợ lực, chế zin, con này tum liền nhá. Đấy, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản nhá. Đấy, thì cây Y5 này có giá là 1,7 triệu. Đấy, em bao ship toàn quốc rồi. Đấy, thì khi xem video thì các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh. Đấy, bác nào thấy hay thì cho em xin một nút like này. Đấy, và bác nào mà chia sẻ lên Zalo hoặc Facebook thì em cảm ơn các bác rất là nhiều. Đấy, rồi tiếp theo đến cây Y6. Rồi, cây Y6 này là một con hàng Ryobi. Con này là động cơ của Komatsu nha các bác nhé. Đấy, con này công suất của nó là 22cc, nòng 32 ly. Đấy, con này vỏ đẹp, máy sáng này, bô sáng nhá, bình xăng zin, có trợ lực, chế zin nhá, chế tay đỏ tự động, tum liền này, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản này. Đấy, thì cây Y6 này có giá là 1,8 triệu nhá. Đấy, rồi. Tiếp theo đến cây Y9, Y7.
Rồi, cây i7 này là một con hàng Tanaka, con này công suất của nó là 25cc, nòng 34 ly. Đấy, con này vỏ đẹp nhá, máy đẹp. Bình xăng này thì em thay mới rồi. Đấy, chế có trợ lực nhá, chế zin, tum liền. Đấy, cần lắp zin này và đầu bò nguyên bản nhá. Đấy, thì cây i7 này có giá là 1.900.000 nhá. Đấy, rồi, tiếp theo đến cây i8. Cây i8 này là một con hàng Tanaka. Con này công suất của nó là 27cc, nòng 35 ly nhá các bác nhá. Đấy, con này thì vỏ đẹp nguyên bản luôn. Đấy, buji đứng nhá. Đấy. Vỏ đẹp này, máy sáng, bình xăng zin nhá. Chế này em đã lên chế 260 rồi. Con này tum rời này. Đấy, cần lắp zin và đầu bò nguyên bản. Thì cây i8 này có giá là 2 triệu tròn nhá. Đấy, 2 triệu. Em bao ship toàn quốc nha các bác nha. Đấy, rồi tiếp theo đến cây i9. Rồi, cây i9 này là một con hàng Mitsubishi, con này là con TL231 nhá các bác nhá. Đấy, 23cc, nòng 32 ly, vỏ đẹp, máy đẹp này. Đấy. Nhưng mà bình xăng này em đã thay mới rồi. Cốt trợ lực nhá, chế zin hai kim chỉnh này. Tun con này là tun rời này. Đấy, cần lắp zin. Và đầu bò em cũng đã thay được mới rồi. Đấy. Thì cây i9 này có giá là 2 triệu 2 tròn nhá. Đấy. 2 triệu 200 nghìn. Rồi, tiếp theo đến cây i10. Rồi, cây i10 này là một con hàng Honda, con này là con GX22 nha các bác nhá. Đấy, con này made in Japan này. Đấy, vỏ đẹp, máy đẹp luôn. Đấy, máy sáng nhá, bô sáng này. Bình xăng zin. Đấy, con này chế zin nhá. Đây, xăng bình có bình nhớt nha. Con này tum rời này, cần lắp zin nhá. Và đầu bò nguyên bản luôn. Đấy, con này tay ga bóp này. Thì cây i10 này có giá là 2 triệu rưỡi nhá. Đấy, rồi. Vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu xong lô máy cắt cỏ gồm 10 cây để cho toàn thể anh em tham khảo. Thì khi xem video mà các bác mà mua hàng thì các bác chủ động liên hệ qua số điện thoại 0979 561 493 nhé. Và các bác xem video thì các bác thấy hay thì cho em xin một nút like này. Đấy. Và bác nào mà thấy có gì chưa đạt thì các bác cũng cho em xin một lời bình luận ở bên dưới. Đấy. Và các bác đừng quên giúp em đăng ký kênh nhé. Ở bên cạnh nút đăng ký kênh thì có cũng quả chuông thông báo, thì các bác nhớ bấm vào quả chuông để nhận được những thông báo khi bên em ra video mới nhé. Rồi, thì video của em nay cũng đến đây thôi. Em cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi hết video của em. Em hẹn gặp lại tất cả các bác ở video lần sau.